Tôi xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda SH phiên bản 125i của năm 2024. Mình sẽ quay riêng với một màu sắc đen nhám đặc biệt mới nhất các bạn nha. Với màu sắc đen nhám cùng với đó ấy, là bộ tem xe logo được sơn màu đỏ nhìn cực kỳ là ấn tượng. Và mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe đến từ lý xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D gần chợ trung tâm của thành phố, để có thể review chi tiết cũng như báo giá cụ thể trong thời điểm cuối tháng 10 năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Một màu đen nhám rất đẹp luôn các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi một chút ở phần đầu xe với thiết kế hiện đại trẻ trung phong cách. Phiên bản này được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS 2 kênh cho cả bánh trước và bánh sau của xe. Với những bản phanh ABS ấy, thì Honda Việt Nam sẽ trang bị cho nó ấy, là ngàm phanh 2 bít tông. Các bạn có thể nhìn ngang xe cho mình. Vị trí sàn để chân rộng rãi. Bình xăng ra di chuyển ra phía trước với dung tích lên tới 7 lít. Với phiên bản này và phiên bản thể thao ấy, màu sáng đỏ đen ấy, sẽ được Honda Việt Nam trang bị ngàm phanh phía trước, giảm sóc phía sau và logo được sơn màu đỏ để tạo điểm nhấn các bạn nha. Mặt đồng hồ full LCD hoàn toàn. Nó chỉ khác biệt so với phiên bản 160 ở hệ thống kết nối Bluetooth mà thôi. Các bạn lưu ý thêm, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe. Rất sang trọng, rất lịch lãm và rất đẹp luôn. Những cái tạo hình ở bên trong phần yếm xe nhìn cũng rất đẹp. Yên xe được làm bằng da với những cái đường chỉ lộ ra, nhìn cực kỳ là cao cấp. Tay dắt thì cứng cáp, to bản. Một mẫu xe phải nói là không có đối thủ trong cùng một khúc rồi. Cốp xe cũng rất rộng các bạn nha, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Di chuyển bình xăng ra phía trước lên cốp xe khá rộng, chia làm hai ngăn riêng biệt để các bạn có thể rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau, tăng tính tiện ích hơn cho mẫu xe Honda SH này. Quá ok và đáng để quan tâm rồi. Hiện tại trang bị cho xe là khối động cơ xăng 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng dung dịch. Với phiên bản 150i sản sinh ra công suất tối đa 9,6 kW, còn phiên bản 160 là 12,4 kW. Mô men xoắn cực đại của phiên bản 125i là 11,9 Nm, còn phiên bản 160i là 14,8 Nm. Hệ thống đèn phía sau của xe các bạn có thể nhìn này, tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe. Với hệ thống đèn trên mẫu xe này trang bị hệ thống đèn full LED 100% các bạn nha. Dè chắn bùn có đèn soi biển số, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Giảm sóc đôi phía sau cùng đĩa phanh sau có ABS. Phải nói một điều rằng ấy, đây là một mẫu xe rất đáng để quan tâm cho lúc này bởi tính thực dụng của nó các bạn nha. Với khoảng sáng gầm xe lên tới là 146mm và độ cao yên xe ở mức là 799mm nên nó khá là phù hợp với vóc dáng của chúng ta, cùng khối cân nặng là 133kg cho cả phiên bản 125 và phiên bản 160i. Các bạn có thể lưu ý ở những cái nội dung một số thông số kỹ thuật trên mẫu xe này. Hiện tại lưu ý các bạn nha, với tỷ số nén cho phiên bản 125i là 11,5:1, còn phiên bản 160i là 12:1. Mình khuyên chân thành các bạn nên sử dụng A95 làm nhiên liệu cho mẫu xe này, vừa bền cho máy, tốt cho động cơ và bền bỉ trong thời gian sử dụng dài. Hoàn toàn ok. Sau đây thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ nhanh chóng gửi đến các bạn mức giá bán cụ thể của mẫu xe Honda SH kể cả phiên bản 125i lẫn phiên bản 160i để các bạn có thể theo dõi như sau. Với phiên bản 125i các bạn đang theo dõi trên màn hình, rẻ nhất là phiên bản tiêu chuẩn phanh CBS giá bán hiện tại là 76 triệu các bạn nha. Giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi. Trong khi đó thì phiên bản cao cấp giá bán hiện tại là 83.500.000, có hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Còn đối với phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao màu xám đỏ đen thì giá bán của nó vào khoảng tầm 84 triệu tròn cho mẫu xe Honda SH phiên bản 125i. Trong khi đó thì phiên bản 160i, phiên bản 160i tiêu chuẩn phanh CBS giá bán hiện tại là 93 triệu. Trong khi đó các phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao đều bán chung mức giá bán là 103 triệu đồng. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký, với phiên bản 150i, mình lấy ví dụ ở Lai Châu, các bạn hộ khẩu ở huyện, các bạn bỏ thêm vào khoảng tầm từ 2,2 triệu cho tới 2,5 triệu. Còn các bạn hộ khẩu ở thành phố Lai Châu, các bạn bỏ thêm vào khoảng tầm từ 5,1 triệu đến 5,9 triệu. Riêng với phiên bản 160i, với những bạn nào hộ khẩu ở huyện, các bạn bỏ thêm vào khoảng tầm từ 2,6 triệu đến 2,9 triệu. Còn phiên bản mà các bạn ở hộ khẩu ở thành phố ấy,
thì sẽ bỏ thêm vào khoảng tầm từ 5,9 triệu đến 6,5 triệu các bạn nha, cho tiền đăng ký của mẫu xe Honda này. Các bạn nào hộ khẩu ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì tiền đăng ký của nó sẽ cao gấp đôi so với các tỉnh thành lẻ khác trên cả nước. Đó là một số những cái nội dung mình chia sẻ thông qua video ngày hôm nay với dòng xe Honda SH phiên bản 150i, quay cận cảnh trực tiếp một phiên bản đặc biệt với màu sắc đen nhám rất đẹp để các bạn cùng tham khảo. Cũng như cung cấp mức giá bán mới nhất trong thời điểm mà cuối tháng 10 năm 2024. Đây vẫn là một mẫu xe đáng để quan tâm. Mình thì mình khuyên chân thành các bạn, nếu như bạn nào ấy điều kiện kinh tế thấp một chút, các bạn lựa chọn phiên bản 125i cũng hoàn toàn ok các bạn nha. Bởi giữa 125i và 160i, nó chỉ khác ở đây là khối động cơ của xe cùng với kết nối Bluetooth mà thôi. Còn lại mọi thứ trên xe gần như tương đồng giống nhau, 99% rồi các bạn nha. Nên mình nghĩ rằng 125i cũng là đủ dùng rồi. Đi ngoài đường cũng không thể phân biệt được đâu là 125 và đâu là 160 nếu như không để ý kỹ. Rồi, các giao lời của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Mình sẽ liên tục cập nhật những nội dung mới, đặc biệt là mẫu xe Honda SH mới năm 2025 chuẩn bị được cho ra mắt thì mình sẽ liên tục cập nhật để các bạn cùng tham khảo. Đặc biệt là với những bạn nào yêu thích và muốn tìm mua tới mẫu xe này. Rồi, các giao lời của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.